Mùa nắng nóng như hiện nay, các chuyên gia thú y cảnh báo các dịch bệnh thường gặp trên cá. Cụ thể, cá lóc nuôi bị bệnh xuất huyết phù đầu, cá kèo bị tụt nhớt, cá tra thịt bị gan thận có mủ. Bên cạnh đó cũng đang có hiện tượng cá nuôi bị nhiễm ký sinh trùng, đặc biệt là sắn lá sông chủ. Ngành thú y khuyến cáo bà con theo dõi liên tục, không thả nuôi cá với mật độ quá dày nhằm tránh sán lây nhiễm và gây bệnh, khử trùng bằng các biện pháp an toàn theo liều lượng khuyến cáo. Ngay trong vụ hè thu năm nay, Đồng Tháp bắt đầu triển khai thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Địa phương còn đặt ra mục tiêu diện tích lúa tham gia đề án sẽ giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống hướng tới bán tín chỉ carbon. Ngành nông nghiệp phối hợp với một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn mua bán tín chỉ năng lượng tái tạo để thực hiện mô hình thí điểm chi trả tín chỉ carbon tại cánh đồng sản xuất lúa khoảng 4 hecta ở xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10, sau đó sẽ nhân rộng mô hình trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận với nguồn vốn tín dụng cùng với lãi suất ưu đãi. Cụ thể, ngân hàng thương mại cần chủ động cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn vay của người dân, doanh nghiệp sản xuất, chế biến, thu mua, tạm trữ, xuất khẩu lúa gạo, nhất là thu mua lúa vụ đông xuân 2023-2024, đồng thời đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xuất duyệt cho vay. Đến nay, tiến độ thi công cống ngăn mặn Nguyễn Tấn Thành trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt gần 80% khối lượng. Đây là công trình cống ngăn mặn lớn thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long, sau cống Cái Lớn Cái Bé tại Kiên Giang. Dự án được đầu tư với mục tiêu tăng cường khả năng trữ nước ngọt, chủ động kiểm soát triều cường, xâm nhập mặn, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cho dùng với diện tích khoảng 12.600 ha của tỉnh Tiền Giang. Dù đang trong quá trình thi công, do độ mặn trên sông Tiền tăng cao, nên kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, cống Âu Thuyền Nguyễn Tấn Thành đã đóng cửa van khẩn cấp để phục vụ công tác ngăn mặn trữ ngọt, bảo vệ sản xuất cho người dân trong vùng.